Quên gì hả? Bên nhận Nhi lại đi. Không. Thằng nhóc tử bất dịch. Goodbye my love. Bộ phim Kỷ Băng Hà 4 thì khí tài cũng lồng tiếng chú Voi Ma Mút, ông Mandy là cha của cụ Miu Lê. Hình như khí tài thấy là có một cái duyên gì đóng cha con với lại cô Miu Lê này thì phải. Exchange của phần trước là một cô bé 14 tuổi rất là hồn nhiên, ngây thơ, có một chút ngỗ nghịch, là một cô bé kiểu nhõng nhẽo, luôn nghe lời cha mẹ. Còn ở phần này, phần 5 thì Richard lớn hơn một chút xíu, là bước vào tuổi 18 rồi thì có một chút gì đó hơi nữ tính hơn, hơi trưởng thành hơn, và cái chất giọng nó có một cái gì đó nó đầm thắm hơn một chút xíu. Nhưng mà có một cái điều là nhân vật của chúng ta là nảy sinh một số mâu thuẫn nhỏ với cha của mình, tại vì là cô ấy bắt đầu có người yêu. Richard, con không được quen thằng đó. Julian là mút ca của con sẽ theo anh ấy suốt đời. Được làm việc với một ekip cũ là đạo diễn rồi nhà sản xuất, tất cả mọi người ở đó thì rất là vui, và có những câu mà Miu Lê tự chủ động lồng tiếng luôn, không đợi đạo diễn nhắc thì vẫn đạt được kết quả tốt. Nhưng em sợ là ông trời ông chia rẽ, nhưng em sợ là ông trời ông chia rẽ đôi ta. Oh boy. Mong mà quý vị khán giả, tất cả quý vị phụ huynh học sinh ở nhà, các em nhỏ, các bạn đang lớn, các bạn chưa yêu, đang yêu hoặc là sẽ yêu, đón xem Miu Lê và Beatrice trong hành trình yêu của Kỷ Văn Hà 5 lần này nhé. Gia đình phải yêu thương nhau. Ice Age Collision Course.